phụ hả? Không có gì mày hãy về nha. Hả? Rồi đây. Công rồi nó được rồi. Công hả? Trời nó công hả? Đến đâu rồi? Rồi. Mở dựng nè. Đi qua đây nè, đem chốc bên ba mày kìa. Ừ. Đi. Rồi, đúng rồi đó. Để dưới á. Ừ. Ừ, để dưới đi. Cả kẹt bên đây. Đứng tay, đứng chân mấy nhỏ. Đi chấp cái dây chuyền á. Nghe ông chết nó về nè. Cái này có chân em không? Để chảnh ra. Rồi đó. Đi thu đi. Đi ông lão à. Lấy đồ. Đây. Đây. Rồi. Lấy nước uống gì mẹ em? Rồi, tự nhiên. Nước này hả? Nước đó. Sắp cái gì gọn gọn thôi lành. Gọn gọn thôi. Đừng có gì ấy quá. Dạ. Đúng không? Đây anh ơi. Nè có anh hút anh hút đôi xé ra đây. Anh ơi cho đi 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 đi. Dạ. Đốt đèn luôn ha bà. Đốt đèn luôn ha bà. Có nước trà nè. Ở vậy đi đây anh ơi. Khỏi có gì đâu. Ai không có cái gì mà lót cái cha không có cái miếng tặng nhở. Ừ, cho có cái chiếu đâu. Không có chiếu không có được. Có chiếu có chiếu lấy theo mà có lấy theo hả? Chiếu kìa ăn cơm gạo phải không? Gạo cũng đất tay. Đất tay của anh ăn kìa. Có chưa? Phải khám gì nhiều.
ơi. Khắc họ không hả Quy? Họ Trần họ Lê. Cái này bà ngoại em nè, cái này ông chú nè, cái này bà xíp. Lại khác. 6, 7. Không à. Không có ai giả cho không. Không đi nè. Đâu, cái nói đi nè, cái này là chị dâu, cái này em chồng. Xe nó chạy qua đó, kẹt đó. Ở đây ai tắt xe mà nó
Thank you.